Đây là sản phẩm hoa khô kết hợp loang và giấy vàng mọi người nhé. Đây là sản phẩm hoa khô đã cách điệu và cập nhật theo phong cách mới nhất rồi. Mẫu ẩn hoa khô ngày hôm nay chúng ta sẽ lựa chọn tông màu đó là tông màu hồng mọi người nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ vẽ loang theo một kiểu mới. Ở trên tay Thảo đang là một mẫu, đang là một cái màu nước gạo, màu sơn nước gạo mọi người nhé. Mình sẽ sơn lên đây. Chúng ta sử dụng màu sơn nước gạo này, mình sơn lên đây là ra. Tiếp theo đó hôm nay chúng ta sẽ vẽ loang bằng tốp loang nha mọi người nha. Mình sẽ sơn tốp loang lên. Tốp loang là gì ạ? Là cái tốp mà mọi người khi mà dùng sơn gel vào thì nó sẽ loang ra. Mọi người hay gọi tên đồn nôm na của nó là sơn loang đấy ạ. Nhưng thật ra mọi người gọi là tốp loang nhé, cho dễ hiểu. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái cọ thần thánh này để mình lấy sơn. Mình chỉ đặt vào thôi là nó sẽ tự loang ra. Mình vẽ ra mọi người nhé, mình tán cái này ra. Làm sao mà cho cái phần lớp sơn này ấy, nó lan ra nhiều trên móng mọi người nhé. Mình lau đi nhé, xong mình sẽ lấy thêm sơn. Rồi, cứ đợi một lát cho nó loang ra nhé. Trong lúc chờ đợi cái này loang ra thì mọi người sẽ cắt hoa khô nhé. Ở đây chúng ta sẽ có những chùm hoa khô như thế này trong hũ này. Hoặc là mọi người mua cái khay ấy, khay màu ấy. Đây, có từng chùm hoa khô luôn. Mình sẽ lấy cái kìm bấm móng bình thường mình cắt ra nhé. Hôm nay Thảo sẽ ẩn hoa khô kiểu mọi người để cả cỡng nhá. Để cả cỡng hoa như thế này này. Bình thường mọi người cắt ra khỏi cái chùm như thế này nhá. Đây, có cái ngắn có cái dài ấy. Nay mình sẽ phối hợp 3 màu. Đó là màu đỏ, màu hồng với màu trắng. Đây. Sau khi mà nó đã loang loang ra rồi mọi người bỏ vào hơ đèn nhá. Để mà chúng ta ẩn hoa khô thì chúng ta có thể sử dụng cứng bóng hoa hồng chính hãng mọi người nha. Tức là khi mà ẩn hoa khô nó khác với ẩn xà cừ là cái hoa khô nó sẽ mỏng hơn xà cừ, cho nên là mình có thể ẩn bằng cái cứng bóng này được. Không nhất thiết là phải dùng gel nha. Mình sẽ lấy nhíp nhé, mình gắp hoa lên. Hãy cho màu đỏ ở cao nhất đi. Tiếp theo là màu hồng. Mẫu ẩn hoa khô thì không còn mới nữa, thế nhưng mà cứ đến những cái mùa mà se một chút ấy thì như là những mẫu hoa khô sẽ lên ngôi, bởi vì là nó thích hợp với cái sự nhẹ nhàng ấy, nhất là vào mùa thu và mùa đông mọi người nha. Mình sẽ cho màu trắng xen kẽ ở đây. Trời, nó dính hết vào nhíp rồi đó. Màu trắng này. Rồi.
Sau khi mà đã ẩn xong hoa ở đây, đặt xong hoa vào thì chúng ta sẽ hơ đèn mọi người nha. Đặt hơ đèn này. À, ở đây chúng ta sẽ cho một vài cái hoa ở bên trên đi. Cái vụn hoa ấy cho ở đây đi. Tức là cho cái cành nó đỡ cái phần trên ấy, nó đỡ trống mọi người ạ. Đó, cho tận tít trên này luôn. Đó, mọi người hơ đèn nha. Sau khi mà mình hơ đèn xong mọi người nhá, chúng ta sử dụng giấy bạc, à giấy vàng này, để mình dặm lên đây. Tức là nhá, ở đây đã khác với các mẫu hoa khô cũ mọi người nhá. Thảo chuyên cải tiến các mẫu hoa luôn, bởi vì là ví dụ theo kiểu cũ thì nó khá là nhàm chán ấy. Đây mình thêm cái nền loang nó khác ngay. Cách phối hoa và xếp hoa, cách thêm giấy bạc nó cũng khác luôn, cái nền của bông hoa. Này mọi người ạ. Đấy, mình cứ ấn nó xuống. Miết nó xuống đã nhá, xong rồi mọi người sẽ tán nó ra sau. Rồi. Sau khi ấn nó xuống xong nhá, mọi người sẽ dặm nó ra như thế này. Đấy. Như vậy chúng ta đã xong thì nó sẽ sáng phần hoa khô hơn. Thêm một chút ở trên này nhá. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành rồi. Sau đây chúng ta sẽ chỉ cần sơn thêm một lớp cứng móng nữa nhá, để cho chúng ta lấp với phần hoa khô này lại cho nó chìm hơn. Đây. Nếu mà khi mọi người ẩn hoa khô mà cảm thấy là dùng cái cứng móng nó không được mịn thì mọi người hãy sử dụng gel nhé. Rồi, mọi người hơi đèn nha. Bước kết thúc của chúng ta đó chính là sử dụng tốp hoa hồng chính hãng để chúng ta sơn lên nha. Chúng ta sẽ hơi đèn 99 giây nha. Xong, như vậy là chúng ta hoàn thành phẩm rồi, chúng ta thì hơi đèn là kết thúc. Đây là sản phẩm hoa khô kết hợp loang và giấy vàng mọi người nhé. Đây là sản phẩm hoa khô đã cách điệu và cập nhật theo phong cách mới nhất rồi. Khi mà mọi người sử dụng nó thì mọi người kết hợp với những tông nhẹ nhàng rất là phù hợp với những mùa mà thời tiết se mọi người nha. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy bấm nút subscribe, nút đăng ký ở phía bên dưới màn hình để nhận được video của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ. Bấm nút hình quả chuông để lần sau khi tôi phát sóng, bạn có thể nhận được video của tôi sớm hơn những người khác. Nghi Thảo xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Nghi Thảo.